Thưa quý vị, ngày hôm nay, cơ quan điều tra hình sự quân khu 7 đã công bố quyết định khởi tố vụ án hình sự các đối tượng đưa thông tin sai sự thật qua việc phát tán clip cho rằng sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh đang học giáo dục quốc phòng an ninh tại trường quân sự quân khu 7 nhảy lầu tự tử do bị xâm hại. Sau khi xác định có dấu hiệu tội phạm, cơ quan điều tra hình sự quân khu 7 quyết định khởi tố vụ án hình sự tội đưa tin trái phép thông tin mạng máy tính xảy ra tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh Trường Quân sự Quân khu 7. Hiện các cơ quan chức năng đã xác định được đối tượng trực tiếp chỉnh sửa, đăng tải, phát tán các clip chưa được kiểm chứng trên các nền tảng mạng xã hội. Phòng điều tra hình sự quân khu 7 tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng để sớm làm sáng tỏ sự việc, xử lý đúng người, đúng tội. Phòng Cảnh sát Phòng Cháy Chữa Cháy và Cứu Nạn Cứu Hộ Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã giải cứu thành công cháu bé 9 tuổi bị kẹt giữa khe của hai nhà xây tại phường Kim Tân, thành phố Lào Cai. Vào khoảng 16 giờ 15 phút ngày hôm qua 13 tháng 1, người dân phát hiện một cháu bé bị rơi từ tầng 2 và kẹt giữa khe tường của hai nhà số 196 và 198 đường Hàm Nghi, phường Kim Tân. Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã điều phương tiện cứu nạn cứu hộ và hơn 20 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường phối hợp cùng với các lực lượng chức năng khẩn trương giải cứu và bảo đảm an toàn cho cháu bé. Sau gần 30 phút sử dụng đồng bộ các phương tiện cứu nạn cứu hộ, cháu bé đã được giải cứu thành công khỏi khe nhà.